Xin chào tất cả các em, cô tên là Trần Thị Nhã Trang, hiện đang là giáo viên của trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương. Ngày hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với các em trong bài 2 của chương 4 đồ thị hàm số y bằng a nhân x mũ 2 với a cả không. Như các em đã biết, đồ thị của hàm số bậc nhất y bằng a nhân x cộng b là một đường thẳng. Vậy thì đồ thị của hàm số bậc 2 y bằng a nhân x mũ 2 với a cả không sẽ có dạng như thế nào? Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó. Và trước khi đi vào bài mới, cô cùng các em sẽ ôn lại kiến thức của bài trước. Câu 1. Hãy điền giá trị tương ứng của y vào các ô trống trong hai bảng sau. Ở bảng đầu tiên, cô cho các em hàm số y bằng 2 nhân x mũ 2 với các giá trị x lần lượt là -3, -2, -1, 0, 1, 2 và 3. Các em có thể thay giá trị x vào công thức của hàm số và tính được các giá trị y tương ứng lần lượt là 18, 8, 2, 0, 2, 8 và 18. Ở bảng thứ hai, hàm số cô cho các em đó là hàm số y bằng -1/2 nhân x mũ 2 với các giá trị x lần lượt là -4, -2, -1, 0, 1, 2 và 4. Các em có thể tính được giá trị y tương ứng lần lượt là -8, -2, -1/2, 0, -1/2, -2 và -8. Câu 2. Các em hãy nêu tính chất của hàm số y bằng a nhân x mũ 2 với a cả không. Bạn nào có thể trả lời được câu hỏi này nhanh chóng thì rất là tốt rồi. Bạn nào vẫn chưa trả lời được thì hãy cùng cô nhìn lại hai bảng giá trị ở câu 1. Cả hai hàm số mà cô cho các em đều là những hàm số có dạng y bằng a nhân x mũ 2 với a khác không. Trong đó hàm số y bằng 2 nhân x mũ 2 có hệ số a dương. Các em thấy rằng khi x âm và tăng, giá trị y tương ứng giảm. Điều này cho thấy hàm số này nghịch biến khi x bé hơn không. Khi x dương và tăng, giá trị y tương ứng tăng. Điều này cho thấy hàm số này đồng biến khi x lớn hơn không. Đối với hàm số thứ hai, y bằng -1/2 nhân x mũ 2 có hệ số a âm. Khi x âm và tăng, giá trị y tương ứng tăng. Điều này cho thấy hàm số này đồng biến khi x bé hơn không. Khi x dương và tăng, giá trị y tương ứng giảm. Cho ta thấy hàm số này nghịch biến khi x lớn hơn không. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bài học. Các em đi vào mục 1. Đồ thị của hàm số y bằng a nhân x mũ 2 với a khác không? Các em thân mến, ở bài học trước, các em đã biết dấu của hệ số a quyết định đến tính chất của hàm số y bằng a nhân x mũ 2 với a cả không. Bài học ngày hôm nay, các em sẽ biết được dấu của hệ số a quyết định đến dạng đồ thị của hàm số này như thế nào. Sau đây, chúng ta sẽ đi cùng tìm hiểu hai ví dụ minh họa cho hai trường hợp về dấu của hệ số a. Ví dụ 1. Vẽ đồ thị hàm số y bằng 2 nhân x mũ 2. Đầu tiên, cô sẽ lập một bảng gồm một số cặp giá trị x và y tương ứng của hàm số. Ở đây, cô sử dụng bảng giá trị mà chúng ta đã làm ở phần kiểm tra bài cũ. Nhờ bảng giá trị này, cô sẽ xác định được tọa độ của một số điểm thuộc vào đồ thị hàm số. Cô gọi tên chúng và biểu diễn chúng trên mặt phẳng tọa độ. Ở đây chúng ta có 7 điểm. Đó là điểm A, -3, 18. Điểm B, -2, 8. Điểm C, -1, 2. Góc tọa độ O, 0, 0. Điểm C phẩy, 1, 2. Điểm B phẩy, 2, 8. Điểm A phẩy, 3, 18. Tới đây, các em có thể nhận xét được về dạng của đồ thị hàm số này. Rõ ràng, đồ thị của hàm số y bằng 2 nhân x mũ 2 không phải là đường thẳng. Kết quả của việc xác định tọa độ của rất nhiều điểm thuộc vào đồ thị hàm số
và biểu diễn chúng trên mặt phẳng tọa độ, cô được đường cong như sau. Đường cong này chính là đồ thị của hàm số y bằng 2 nhân x mũ 2. Và để có những nhận xét cụ thể hơn về đồ thị hàm số này, các em hãy cùng cô trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, đồ thị nằm ở phía trên hay phía dưới trục hoành? Rất rõ ràng, đồ thị nằm ở phía trên trục hoành. Câu hỏi thứ hai, vị trí của các cặp điểm A, A phẩy đối với trục OI, cặp điểm B, B phẩy và cặp điểm C, C phẩy đối với trục OI là như thế nào? Quan sát hình vẽ, các em có thể đưa ra được câu trả lời, đó là các cặp điểm A, A phẩy, B, B phẩy, C, C phẩy đối xứng nhau qua trục OI. Giải thích điều này, cô sẽ lấy cặp điểm B, B phẩy. Các em có thể thấy được rằng điểm B và điểm B phẩy có tung độ giống nhau, cho nên đường thẳng B, B phẩy vuông góc với trục OI. Nếu cô gọi hạt là giao điểm của đường thẳng B, B phẩy với trục OI, thì vì B và B phẩy có hoành độ đối nhau, nên hạt sẽ là trung điểm của đoạn thẳng B, B phẩy. Suy ra, trục OI chính là đường trung trực của đoạn thẳng B, B phẩy. Hay nói cách khác, điểm B và điểm B phẩy đối xứng nhau qua trục OI. Hơn thế nữa, các em có thể chứng minh được rằng trục OI chính là trục đối xứng của đồ thị hàm số y bằng 2 nhân x mũ 2. Câu hỏi thứ ba, điểm nào là điểm thấp nhất của đồ thị? Rất rõ ràng, góc tọa độ O chính là điểm thấp nhất của đồ thị. Như vậy chúng ta đã rút ra được một số nhận xét về đồ thị của hàm số y bằng a nhân x mũ 2 với a dương. Bây giờ chúng ta sang ví dụ thứ hai. Vẽ đồ thị hàm số y bằng trừ 1 phần 2 nhân x mũ 2. Công việc của chúng ta hoàn toàn tương tự giống như là ví dụ 1. Đầu tiên, cô sẽ lập bảng một số cặp giá trị x và y tương ứng của hàm số. Cô xác định tọa độ một số điểm thuộc vào đồ thị hàm số, gọi tên chúng và biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ. Ở đây chúng ta có 7 điểm. Điểm M, trừ 4, trừ 8. Điểm N, trừ 2, trừ 2. Điểm P, trừ 1, trừ 1 phần 2. Góc tọa độ O, 0, 0. Điểm P phẩy, 1, trừ 1 phần 2. Điểm N phẩy, 2, trừ 2. Điểm M phẩy, 4, trừ 8. Tới đây các em cũng có thể đưa ra một nhận xét về dạng của đồ thị hàm số y bằng trừ 1 phần 2 nhân x mũ 2. Đó là đồ thị của hàm số này cũng không phải là đường thẳng. Chính xác hơn, đồ thị của hàm số này đó là một đường cong đi qua các điểm trên và có dạng như hình trên. Và tương tự chúng ta cũng cùng trả lời một số câu hỏi để đưa ra những nhận xét cụ thể hơn về đồ thị hàm số này. Câu hỏi đầu tiên, đồ thị nằm ở phía trên hay phía dưới trục hoành? Chúng ta có đồ thị nằm ở phía dưới trục hoành. Vị trí của các cặp điểm M, M phẩy, N, N phẩy, P, P phẩy đối với trục OI là như thế nào? Câu trả lời của chúng ta là các cặp điểm M, M phẩy, N, N phẩy, P, P phẩy đối xứng nhau qua trục OI. Không những thế, chúng ta còn có thể chứng minh được trục OI là trục đối xứng của đồ thị hàm số y bằng trừ 1 phần 2 nhân x mũ 2. Và câu hỏi thứ ba, điểm nào là điểm cao nhất của đồ thị? Rõ ràng góc tọa độ O, 0, 0 chính là điểm cao nhất của đồ thị. Thông qua hai ví dụ trên, chúng ta có thể rút ra được nhận xét đối với đồ thị hàm số y bằng a nhân x mũ 2 với a khác không như sau. Hai nhỏ nhận xét. Đồ thị của hàm số y bằng a nhân x mũ 2 với a khác không là một đường cong đi qua góc tọa độ O
và nhận trục OI làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một parabol đỉnh O. Nếu A lớn hơn 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị. Nếu A bé hơn 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị. Sau đây, chúng ta sẽ có một số chú ý giúp cho các em có thể hiểu thêm về hàm số y bằng a nhân x mũ 2 với a khác không và đồ thị của nó. Chúng ta vào chú ý 1. Dựa vào công thức của hàm số, các em đã biết được rằng những cặp giá trị x là các số đối thì sẽ cho chúng ta các giá trị y tương ứng bằng nhau. Nó cũng giải thích cho lý do vì sao trục OI lại là trục đối xứng của đồ thị hàm số. Việc này sẽ giúp cho các em như sau. Thứ nhất, khi các em lập bảng giá trị của hàm số, các em chỉ cần tính giá trị y cho các cái x dương. Sau đó các em có thể suy ra được giá trị y cho các x là số đối. Không những thế, khi vẽ đồ thị hàm số, chúng ta có thể tận dụng tính chất trục OI là trục đối xứng của đồ thị hàm số để có thể vẽ được đồ thị hàm số một cách nhanh chóng hơn. Chú ý thứ hai, đó là đồ thị của hàm số cho chúng ta một cái nhìn rất trực quan về tính chất của hàm số. Cụ thể các em quan sát mô hình sau. Ở đây, cô đã vẽ đồ thị hàm số y bằng a nhân x mũ 2 với trường hợp hệ số a là số dương. Các em có thể thấy rằng đồ thị hàm số là một đường parabol đỉnh O nhân trục OI làm trục đối xứng và nằm phía trên trục hoành. Các em hãy theo dõi chuyển động sau. Các em có thể thấy rằng khi giá trị x tăng, âm và tăng thì giá trị y giảm. Điều này minh họa cho tính chất của hàm số, đó là hàm số này nghịch biến khi x bé hơn 0. Bây giờ cô thay đổi dấu của hệ số A. Các em có thể thấy rằng đồ thị của hàm số y bằng a nhân x mũ 2 khi a mang dấu âm thì đó là một đường parabol đỉnh O nhân trục OI làm trục đối xứng và nằm phía dưới trục hoành. Các em theo dõi chuyển động sau. Các em có thể thấy rằng khi giá trị x âm và tăng, giá trị y cũng tăng. Điều này minh họa cho tính chất của hàm số, đó là hàm số đồng biến khi x bé hơn 0. Và các em cũng có thể hình dung được sự minh họa này cho trường hợp x lớn hơn 0. Vậy là phần kiến thức của bài học này chúng ta đã hoàn thành. Sau đây, các em sẽ cùng với cô vào phần bài tập vận dụng. Ba nhỏ, bài tập vận dụng. Cho hàm số y bằng a nhân x mũ 2 với a khác không, có đồ thị là một đường parabol đi qua điểm M, có tọa độ là 1 và trừ 1. A nhỏ, tìm hệ số a. B nhỏ, vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được. C nhỏ, hỏi điểm N có tọa độ 3/2, 3 có thuộc đồ thị hàm số trên không, vì sao? Sau đây cô sẽ gợi ý trình bày lời giải cho các em. Các em lưu ý rằng, đồ thị hàm số đi qua điểm nào thì tọa độ của điểm đó phải thỏa mãn công thức của hàm số. Ở đây, đồ thị của chúng ta đi qua điểm M có tọa độ 1 và trừ 1. Vậy để tìm được hệ số A, các em chỉ cần thay giá trị x và y của tọa độ điểm M vào công thức của hàm số. Cụ thể, vì đồ thị hàm số đi qua điểm M có tọa độ 1 và trừ 1 nên ta có trừ 1 bằng A nhân với 1 bình phương. Chúng ta tính được A bằng trừ 1. Câu B, các em muốn vẽ đồ thị hàm số thì các em cần xác định được công thức của hàm số.
Với giá trị A chúng ta tìm được ở câu A, thay vào công thức hàm số, chúng ta được hàm số của chúng ta đó là hàm số y bằng trừ x mũ 2. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đồ thị hàm số này. Đầu tiên cô sẽ lập bảng một số cặp giá trị x và y tương ứng của hàm số. Bài học ngày hôm nay đã cho chúng ta biết đến dạng của đồ thị hàm số bậc 2 y bằng a nhân x mũ 2, a khác không. Nên ở đây, trong bảng giá trị, cô chỉ tính 5 cặp giá trị x và y tương ứng là đủ. Cô xác định 5 điểm này, gọi tên chúng và biểu diễn chúng trên mặt phẳng tọa độ. Lần lượt là điểm A có tọa độ trừ 2, trừ 4, điểm B có tọa độ trừ 1, trừ 1, góc tọa độ O, 0, 0, điểm B' có tọa độ 1, trừ 1 và điểm A' có tọa độ 2, trừ 4. Chúng ta vẽ đồ thị và kết luận. Đồ thị của hàm số y bằng trừ x mũ 2 đi qua các điểm trên và có dạng như hình 3. Câu C. Hỏi điểm N có tọa độ 3/2, 3 có thuộc vào đồ thị hàm số trên hay không? Cô gợi ý lời giải như sau. Các em thay giá trị hoành đồ của điểm N là x bằng 3/2 vào công thức của hàm số là công thức y bằng trừ x mũ 2. Các em có thể tính được giá trị y bằng trừ 9/4. Giá trị y này khác với tốc độ của điểm N là 3. Vậy ta kết luận điểm N không thuộc vào đồ thị của hàm số đề cho. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em tự học ở nhà. Thứ nhất, bài tập về nhà. Các em làm bài 4, bài 5, bài 7, trang 36, 37, sách giáo khoa toán 9 tập 2. Thứ hai, các em tìm hiểu thêm một số hình ảnh về parabol trong thực tế. Các em parabol xuất hiện rất nhiều trong thực tế cuộc sống. Không đi đâu xa, đường parabol xuất hiện ngay trên một cái cầu bắc ngang qua dòng sông Hương thơ mộng của xứ Huế chúng ta. Các em có đoán được đó là cái cầu nào không? Đó chính là cái cầu Trường Tiền. Và còn rất nhiều ví dụ nữa, các em hãy về nhà tìm thêm. Cuối cùng, cô có một bài tập thêm như sau. Một cái cổng vòm có hình dạng là một đường parabol. Biết đường parabol này là đồ thị của hàm số y bằng trừ x mũ 2. Chiều cao của cổng tính từ đỉnh vòm đến mặt đất là 2,5m. Một thùng hàng hình hộp chữ nhật có hai kích thước đều bằng 2m và kích thước thứ ba lớn hơn 2m. Hỏi có thể đẩy thùng hàng đó đi qua cổng vòm được không? Cô sẽ minh họa lại đề bài bằng những hình ảnh sau. Chúng ta có cổng vòm có hình dạng là một đường parabol, có chiều cao là 2,5m. Một thùng hàng có dạng hình hộp chữ nhật, có hai kích thước đều bằng 2m và kích thước thứ ba lớn hơn 2m. Như vậy kích thước thứ ba của chúng ta là kích thước này lớn hơn 2m. Cô vẽ lại một mặt của thùng hàng này có hai kích thước đều bằng 2m. Chúng ta thấy mặt này là một hình vuông có cạnh bằng 2m. Các em hãy thử sử dụng trí tưởng tượng của mình cùng với suy luận dựa trên kiến thức mà chúng ta đã học ở bài học ngày hôm nay để trả lời bài toán này. Bạn nào có thể trình bày được lời giải cụ thể thì sẽ rất là tốt. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng các em cảm thấy hứng thú với bài học ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt các em.